đối với các bé sơ sinh, không có nguồn dinh dưỡng nào quý giá hơn sữa mẹ. Chính vì vậy, việc bổ sung thực phẩm sao cho đảm bảo một nguồn sữa dồi dào chất lượng. Những ngày đầu sau khi sinh chính là thời điểm quan trọng để gia tăng lượng sữa đến mức cao nhất. Vậy làm thế nào để tăng lượng sữa mẹ? Hãy cùng tham khảo top 7 loại thực phẩm giúp mẹ có nhiều sữa cho con bú sau đây. 1. Quả việt quất. Phụ nữ đang cho con bú nên bổ sung cho cơ thể từ 2 phần hay nhiều hơn các loại trái cây nước ép mỗi ngày. Quả việt quất là sự lựa chọn hoàn hảo cần có trong thực đơn của bạn. Những quả việt quất ngon miệng này chứa đầy đủ các vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe của bạn và chúng cũng cung cấp một lượng lớn carbohydrate để giữ năng lượng của bạn ở mức cao. 2. Các loại cam. Cam và các loại trái cây có múi khác là sự lựa chọn tốt nhất cho các mẹ đang cho con bú. Sau khi sinh, bạn nên bổ sung vitamin C cho cơ thể nhiều hơn khi đang mang thai. Bạn nên hạn chế các thức ăn vặt, thức ăn nhanh. Thay vì vậy, bạn nên uống nước ép cam mỗi ngày. Đây là nguồn cung cấp vitamin C rất tốt. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn các loại thức uống giúp bổ sung canxi để làm phong phú hơn các loại thức uống của mình. 3. Các loại lá xanh. Các loại lá xanh như là rau cải bó xôi và bông cải xanh chứa nhiều vitamin A. Đây là chất cần thiết cho bạn và bé. Ngoài ra, thực phẩm này còn có nhiều tác dụng khác. Các loại rau lá xanh là nguồn cung cấp canxi, vitamin C và sắt. Chúng chứa rất nhiều các chất chống oxy hóa có lợi cho tim và hàm lượng calo thấp. 4. Ngũ cốc nguyên hạt. Sau một đêm không ngủ, một trong những thức ăn tốt nhất để tăng năng lượng cho các bà mẹ vào buổi sáng là một bữa sáng lành mạnh với ngũ cốc nguyên hạt. Nhiều ngũ cốc lạnh được bổ sung thêm các vitamin và chất dinh dưỡng thiết yếu giúp bạn đáp ứng được nhu cầu hàng ngày. Bạn có thể chế biến một bữa ăn bằng cách khuấy quả việt quất với sữa kem và bột yến mạch. 5. Các cây họ đậu. Các thực phẩm họ đậu thường giàu chất sắt, đặc biệt là những hạt màu đen như là đậu đen và các loại đậu. Đây được xem là thức ăn tuyệt vời cho các mẹ đang cho con bú, đặc biệt đối với những người ăn chay. Đây là nguồn thực phẩm giúp tiết kiệm ngân sách cho gia đình mà có chất lượng cao, không phải có nguồn gốc từ chất đạm động vật. 6. Gạo nâu. Bạn nên cắt giảm lượng carbohydrate trong khẩu phần ăn thường ngày để giúp giảm cân. Tuy nhiên, mẹ đừng cắt giảm quá nhiều vì quá trình giảm cân nhanh chóng cũng là nguyên nhân làm giảm lượng sữa của mẹ và khiến bạn cảm thấy cơ thể chậm chạp. Thay vì vậy, bạn có thể kết hợp với các loại ngũ cốc nguyên hạt như là gạo nâu trong chế độ ăn thường ngày để giữ năng lượng của bạn luôn ổn định. Các thực phẩm như gạo nâu cung cấp cho cơ thể lượng calo cần thiết để sữa cho con bú có chất lượng tốt nhất. 7. Nước. Các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ sẽ có nguy cơ mất nước, mất năng lượng. Để giữ được mức năng lượng và sản lượng sữa của bạn ổn định, bạn nên giữ được độ ấm ở mức độ ổn định nhất. Thay vì uống nước, bạn có thể thay thế bằng những thức uống khác như là trái cây và sữa. Bạn nên cẩn thận với các thức uống có chứa caffeine như là cà phê hoặc trà và không nên uống nhiều hơn 2-3 ly mỗi ngày. Nếu bạn dùng các chất kích thích, khi bú sữa mẹ, trẻ có thể khó chịu và không thể ngủ ngon. Hy vọng rằng với những loại thực phẩm đơn giản và dễ tìm sẽ giúp bữa ăn của các mẹ thêm phong phú và bổ dưỡng, góp phần tăng lượng sữa cho bé yêu của mình.